Chú. Hôm nay là chú cái gì em chú? Chú dẫn cầu thủ bóng đá ngoại hạng Anh. Erlingham. Erlingham à? Erlingham. Erlingham à? What is it a clock? What is it a clock? Đâu? Mafia Anh Quốc. Kiểu môi cơn chéo. Ok. Erlingham này là đến từ Anh Quốc đấy. Cầu thủ tiền vệ số 1 của Real đấy. Cắt yên đi luôn không chú? Yên này, giơ lại. Này này. Đâu em nào? Ôi ôi, thế này bây giờ không rồi. Đâu? Đây. Đây đúng kiểu này ông chú. Đúng kiểu này nhá, Mafia Anh Quốc ôi, nhá. Ôi ông chú ơi. Ok. Dậy đi ông anh ơi. Ông chú ơi, ôi chồng anh nó mệt lắm rồi. Anh ơi, bây giờ mới giờ. Wake up. Đồ vào đây anh. Forever. Đẹp quá. Nó bảo là yêu quá. Yêu nó quá. Bảo đẹp quá. Nó đang giơ ảnh ra để xem đúng chưa? Để so xem giống nhau không? Trông giống cho. Trông giống cho. Nó bảo là trông giống quá. Trông giống quá chú. Thế bo cháu không? Bo cho ông cháu 1 triệu. Đây chú trả tiền đây. Đợi chú đi lấy tiền. Được ông chú ơi. Anh đưa chú cái ví cái. Là 1 triệu luôn. Đây rồi em có cái này. Chú, đây, đây, đây là tiền đây. 100 đô. Ok. Nó bảo ok rồi. Thì cháu xin nhá. One do đi. What the fuck? Sáng dài nhất thời gian bây giờ đấy. What the fuck? Mày nói linh tinh nó lại bập cái mày 100 bây giờ. What the fuck?